Muốn sang sông thì bắt cầu kiều, muốn mua cây sung Mỹ chuẩn giống, ăn trái ngon và chơi phong thủy thì tìm tới nhà vườn Khánh Võ của bên em. Chào quý khách hàng của nhà vườn Khánh Võ. Quý khách hàng ơi, hôm nay trưng bày cho khách hàng của mình coi một lô sung Mỹ tím của vườn em đang bông trái rất là nhiều luôn nha quý khách hàng. Cây hiện tại có chiều cao đạt khoảng tầm từ 50 đến 80 cm tùy loại cây nha. Một khi mà cây phát triển đó, cho trái rất là nhiều, mọc ra từ lát lá luôn. Đó. Và khi quý khách hàng trồng một thời gian nữa thôi thì trái nó sẽ bắt đầu chín sẽ đổi qua màu tím rất là đẹp. Dòng sung này quý khách hàng ăn cực kỳ ngon luôn nha. Đây hiện tại đang có trái chín, em sẽ hái thử một trái ăn cho khách hàng của mình coi luôn. Hãy quý khách hàng coi nè, đẹp nha. Đó, rất là bự luôn, bự hơn ngón tay của em nè. Giờ em sẽ bẻ bên trong ra cho khách hàng mình coi nè. Đó, mật ngọt rất là nhiều luôn nha khách hàng. Cực kỳ ngon luôn nha quý khách hàng. Ngọt. Đó, cái trái này chưa có chín hẳn thôi nhưng mà em ăn nó có một vị ngọt rất là thanh luôn rồi. Đó, khi mà chín hẳn nữa ăn rất là ngon luôn. Dòng sung này mình trồng rất là trồng chậu đều được nha quý khách hàng. Mình trồng được ở ba miền luôn. Đó, cây cực kỳ dễ trồng, dễ chăm sóc. Trái ra quanh năm luôn. Cây sung này quý khách hàng ngoài việc ăn trái ra mang một nét phong thủy rất là tốt và ý nghĩa luôn nha. Đó, những trái mọc sum suê như thế này biểu hiện cho sự sung túc nè, thu hút thêm tài lộc cho các gia chủ khi mà sở hữu được em ấy nha. Quý khách hàng ơi, dịp 30 tháng 4 và 1 tháng 5 tới đây là dịp mà rất là tốt để sở hữu được những cây sung Mỹ này, vừa trồng ăn trái, tạo điểm nhấn cho sân vườn cũng như là chơi phong thủy. Quý khách hàng của mình á đang yêu thích dòng cây sung Mỹ này á, liên hệ ngay với nhà vườn Khánh Võ của bên em nha. Hotline 092 848 7777, tư vấn chụp hình cây thật tại vườn, địa chỉ vườn số 15 đường Song Hành, phường Tân Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, cách ngã tư An Sương 100m. Website nhavườnkhanhvo.com.